Chào bác Thắng Ru, hôm nay giới thiệu các bác một cặp loa JBL rất là chất. Cặp loa JBL ở lưới kè 990. Cái này sở hữu bát 25 tép mặt trăng, anh em thường hay gọi tép mặt trăng. Cái viền nhựa là nó hình 1/4 đường tròn, nó như cái mặt trăng. Những cái dòng tép mặt trăng này thì tiếng rất là hay. Và thường nếu mà anh em chơi những cái dòng JBL kiểu này thì những cái tép mặt trăng này thường nó sẽ là USA. Còn những cái dòng mà tép nó hình kiểu dạng như cái lá chắn hoặc hình tròn thì thường nó sẽ là Đan Mạch. Nếu mà anh em nào chơi JBL nhiều thì sẽ thấy cái chung này nó giống như con LX55. LX55 nó dùng cái chung này, cái tép này. Nếu LX55 mà USA thì nó sẽ dùng tép này 325. Nó cấu hình nó gần như đôi LX55, nhưng mà cặp này thì nó cao hơn. Nó cái mặt nó cũng là cái mặt là nhung, mặt nỉ. Nó kiểu như JBL TLX 20 kiểu đấy. Đây, cặp JBL LXE 990 USA. Để mở để các bác nghe nhé. Em đang nghe cùng con âm ly Sansui 607 Alpha 6711 Premium. Đó là bản kỷ niệm sinh nhật 15 năm của hãng Sansui. Đây, bản limited, sản xuất số lượng của hãng, sản xuất năm 1991. Mặt vàng mà có hai hồi gỗ. Lòng giấy tình yêu lấp đầy rồi biết quên cười, biết cho đôi dòng lệ rơi. Không, tôi không còn yêu anh nữa. Không, tôi không còn yêu anh nữa. Biết yêu em rồi, ôm mối tương tư. Ngày nào cánh thiên đường đã mở hè, tình yêu là trái táo thơm. Tôi ghé răng cắn vào mịn môi ngọt đắng, tình yêu cuối đường là trôi chân. Tiếng rất là chất, nó bát trung tép nó rất là đều dài. Anh em có nhu cầu thì alo số 098 369 8887. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.